Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Blog Của Hải. Thì nội dung trong video này mình sẽ hướng các bạn đến tương lai nha các bạn. Thì hiện tại những dự án mà chúng ta đang theo đuổi như là CDRA Bank thì hiện tại cũng đang trong cái bước đó là xác minh B2B để chuẩn bị lên sàn nha các bạn. Rồi dự án IC Network thì cũng đang trong giai đoạn đó là chuẩn bị trả coi về ở giai đoạn 1 để mà chúng ta có thể swap trên cái sàn UniSwap nha. Rồi một cái dự án nữa đó là dự án RVV World nha các bạn. Thì hiện tại cũng đang trong quá trình chuẩn bị lên sàn. Thì chỉ còn 1-2 ngày nữa là nó đã lên sàn rồi các bạn. Thì những cái dự án mà chúng ta đã theo đuổi thì đã đến giai đoạn thu hoạch rồi các bạn. Cho nên nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái dự án mà chuẩn bị đó là chúng ta thu hoạch ở giai đoạn tiếp theo nha các bạn. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn không gì khác các bạn, đó chính là Offenit nha. Offenit thì mình đã nói khá nhiều rồi các bạn. Thì đây là một cái kèo phải nói là cái kèo ăn chắc luôn nha các bạn. Thì chúng ta đăng ký cái app Satoshi Mini nha để mà khai thác cái đồng OEX nha các bạn. Thì cái đồng OEX này sau này nó sẽ lên cái sàn đó là Offenit luôn. Thì đây là một cái kèo ăn chắc 100% luôn nha các bạn. Quan trọng là các bạn khai thác được bao nhiêu cái đồng mà thôi. Thì hiện tại dự án đang trong giai đoạn cũng gần đến đó là lên sàn rồi các bạn. Thì đây là cái tiến độ của nó nè các bạn nè. Đây là các bạn nhìn thấy cái thanh này không? Hiện tại là dự án đang ở tiến độ đó là 67,99% rồi các bạn. Thì đến ngày 13 tháng 4 2024 này là dự án sẽ kết thúc khai thác miễn phí nha. Và thời gian cho phép chúng ta rút là ngày 20 tháng 3 2024 nha các bạn. Thì chỉ còn 3-4 tháng nữa thôi là chúng ta đã có thể rút nè. Và chúng ta đã có thể mà đưa lên sàn để mà giao dịch nha các bạn. Cho nên đây là một dự án phải nói là cực kỳ tiềm năng nha. Trong giai đoạn tiếp theo mà chúng ta không nên bỏ qua nha. Và mình sẽ để những cái mà đường link đăng ký khai thác cũng như cả cái thẻ băm nè các bạn nè, rồi cái thẻ tặng bên dưới phần bình luận nha, để mà chúng ta trao đổi thẻ băm thẻ tặng để mà tăng tối đa phần trăm tốc độ khai thác của chúng ta nha các bạn. Rồi mà các bạn không nên quên bấm nhận nha, cứ mỗi lần các bạn vào thì các bạn bấm nhận nha. Thì nó đầy 25 vòng là nó sẽ ngừng khai thác nha các bạn, cho nên các bạn vào thì các bạn cứ việc bấm nhận cho mình nha. Còn bạn nào mà muốn mời bạn bè thì các bạn bấm vào cái phần tăng lợi nhuận phía bên trên nè. Sau khi mà các bạn bấm vào thì các bạn bấm vào cái sao chép URL nè để mà đi chia sẻ cái đường link đăng ký cho bạn bè nha các bạn, để mà chúng ta cũng tăng tốc độ khai thác nha. Thì tốc độ khai thác bạn bè cấp 1 là chúng ta được 20% nè, rồi bạn bè cấp 2 thì chúng ta sẽ tăng 10% tốc độ khai thác nha các bạn. Đấy, dự án này là các bạn không nên bỏ qua nha. Đây là một dự án tiềm năng nhất trong năm 2024 đó các bạn. Rồi và cái dự án thứ hai mà tiềm năng thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là dự án khai thác cái đồng Savi của cái sàn Coin Savi nha các bạn. Thì ở giao diện đăng nhập như thế này các bạn bấm vào cái nút khai thác ngay nè. Thì sau khi các bạn bấm vào cái nút khai thác ngay thì mỗi một ngày nó cho chúng ta 3 cái phiên khai thác ở đây nè các bạn nè. Thì mà các bạn vào khai thác khoảng sau hình như là 6 tiếng đồng hồ các bạn vào bấm khai thác một lần nha các bạn. Thì cái sàn Coin Savi là đối tác của sàn Remitano nha, một trong những sàn giao dịch khá uy tín tại Việt Nam đó các bạn. Thì đây là một cái đồng cũng là coin sàn nha các bạn. Thì cái đồng Offenit đó nó cũng là coin sàn và cái đồng mà Coin Savi này nó cũng là coin sàn nha các bạn. Phải nói là đây là kèo ăn chắc tỷ lệ lên tới 99% nha các bạn. Thì các bạn có thể mà tăng tốc độ khai thác nè, các bạn bấm vào đây để mà các bạn làm những cái nhiệm vụ ở đây nè, những cái nhiệm vụ mà giao dịch nè các bạn nè, để mà các bạn có thể mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi và cái đồng coin thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Otara nha các bạn. Otara là chúng ta khai thác trên cái ví Imota đó các bạn. Thì đây cũng là một cái đối tác của sàn Remitano luôn, cho nên cái độ uy tín của nó khá là cao nha. Thì Otara này nó cũng cho chúng ta khai thác đó là 8 tiếng một lần nha. Sau 8 tiếng các bạn bấm vào cái nút khai thác ở đây nè. Thì ở đây có cái chữ khôi phục nè, các bạn có thể bấm vào xem quảng cáo để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi các bạn kéo xuống dưới nè, ở đây nó có cái mà lượt quay vòng quay may mắn nè. Thì mỗi một ngày các bạn vào nó cho chúng ta một cái vòng quay may mắn nha. Rồi các bạn có thể đi mời bạn bè, nó cũng sẽ tặng cho các bạn cái lượt quay may mắn nha. Thì các bạn quay có thể trúng cái đồng Otara nè, nhiều nhất có thể lên tới 10 cái đồng Otara nè, rồi 1 cái đồng Otara, rồi 0.5, 0.1 cái đồng Otara nha các bạn. Thì đây là cái coin ví nha các bạn. Thì hồi nãy giờ mình giới thiệu cho các bạn đó là 2 cái đồng coin sàn, đó là sàn Offenit khai thác cái đồng OEX, rồi tiếp theo đó là cái sàn Coin Savi chúng ta khai thác cái đồng Savi, rồi thứ ba đó là cái coin ví đó là Otara, chúng ta khai thác cái đồng Otara trên cái ví Imota nha các bạn. Thì trong đó có Otara và Coin Savi là 2 cái dự án là đối tác của Remitano đến từ Việt Nam nha các bạn. Thì ba cái đồng coin này các bạn nên khai thác để trong năm 2024 ba cái dự án này lên sàn thì chúng ta có cơ hội kiếm tiền miễn phí với 3 dự án này nha các bạn. Và tất cả mọi đường link cũng như là video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Các bạn nào mà chưa biết khai thác hay là trao đổi những cái thẻ băm thẻ tặng như thế nào thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà theo dõi những video, mình có làm những video hướng dẫn hết rồi nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.